Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trước khi bước vào buổi đọc truyện của tối ngày hôm nay, một lần nữa xin được giới thiệu thì ngoài kênh Đất Đồng Radio, hiện tại Huy đang phục vụ trên một số kênh như là kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đó Huy sẽ ngồi kể lại cho khán giả nghe những cái câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về, kể chuyện theo hình thức ngồi nói chuyện với nhau. Và ngoài ra thì còn có kênh luôn song hành với Đất Đồng Radio, đó là kênh Đất Linh Radio. Thì kênh Đất Đồng là kênh diễn đọc truyện ngắn, còn kênh Đất Linh là diễn đọc những cái bộ truyện có thời lượng dài hơn. Và hiện tại thì đang có bộ Lấy Vợ Hồ Ly, bộ truyện rất là hay. Quý thính giả nghe ủng hộ Huy nhé. Hôm nay chúng ta gặp lại một cây viết, một tác giả rất là thân thuộc, quý bà con rất yêu thương, cô Lê Nguyệt. Lần này sẽ đến với một tập truyện ngắn có tựa đề là Ác Nghiệt Mẹ Chồng. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Lúc Đông học lớp 6 thì con Xuân em gái nó mới 4 tuổi. Mẹ sinh Xuân sau Đông 7 năm. Hôm đó Đông nhớ như in, trường tổ chức Tết Trung Thu phát bánh cho học sinh lúc 2 giờ chiều. Bữa đó lớp nào cũng nghỉ học, mẹ thay đồ mới cho anh em nó vô trường nhận bánh. Bạn nào nhà có em đều được dắt tới trường nhận phần hết á. Lúc đó xã này chưa có lớp mẫu giáo nên bé Xuân vẫn còn phẫn phơ ở nhà, được anh hai dắt đi lãnh bánh nên ham hú háo hức cả ngày. Hai anh em súng xính chuẩn bị đi thì bà Hai Ván, nội của hai đứa, đứng ngay cửa cầm cây chổi dơ dơ trước mặt chúng nó. Bộ đói khát lắm hay cái gì mà mang đậu đi xin ăn vậy? Đi vô nhà, tao mua đứa hộp ăn cho lòi họng. Anh em nó khựng lại, nhìn bà Ánh sợ hãi nép sau góc cột. Bà nội khó trời thần, chửi mẹ đủ thứ, chuyện gì cũng lôi mẹ ra chửi được. Mẹ đi chài về, để cái giỏ cá ngoài sàn nước chưa kịp trút ra, đã vô nhà lấy đồ ra để sẵn trong nhà tắm, là nội đã chửi là đàn bà làm biếng. Đem đồ ăn về tới mà cũng không biết trút ra rổ. Hồi ông nội còn sống thì hay binh mẹ lắm, ông càng binh thì bà càng ghét mẹ. Triết rồi bà coi mẹ như cái gai trong mắt. Mẹ có hó hé một tiếng là chổi chà của bà nện vô mình anh anh, mà mẹ có nói gì đâu. Nhà Đông khá giả không thiếu thốn thứ gì, bà nội có thể mua bánh trung thu cho anh em nó ăn trước mỏ. Nhưng tụi nó muốn đến trường lãnh bánh, trước là thấy vui, sau là cũng có quà với chúng bạn. Đi một chút có chết ai đâu mà bà nội lại ngăn cản chửi bới mẹ chứ. Đông thương mẹ nó lắm, thương hơn ba nhiều. Từ khi ý thức được bà nội ghét mẹ nó thì nó càng thương hơn. Nó thấy mẹ mình suốt ngày không được nghỉ ngơi bao giờ, sao nội khó khăn với mẹ như vậy. Rồi Đông đoán chắc do mẹ mồ côi, không có người thân thích nào nên bà nội khinh, muốn hành hạ mẹ sao cũng được vì đâu có ai ra mặt giùm đâu. Ngay cả khi tối mẹ muốn ngủ chung với anh em nó, bà nội cũng không cho. Nội kỳ thiệt chứ. Ngay lúc đó thì ba nó dậy, thấy Đông với Xuân mặc đồ mới, còn bà nội thì mặc quạo quọ, mới cười cười rồi bỏ vô bên trong. Ba nó là vậy đó, không có trách nhiệm gì với ai. Ngày tối ăn xong chỉ biết đi chơi, lâu lâu dắt bạn về, có đàn ông, có đàn bà, ăn nhậu ca hát đàn đúm, bắt mẹ phục vụ, mà không cho mẹ ngồi ăn chung chơi chung bao giờ. Đông thấy cảnh đó mà thương mẹ lắm. Thấy mẹ của bạn mình đâu có ai chịu cái cảnh như mẹ của nó. Nếu nó là con gái, có chồng kiểu này, chắc nó bỏ tám đời dương rồi. Đông xin ba một tiếng để đi chơi, nhưng ba nó chớ hề trả lời, làm như chuyện trong nhà không có liên quan gì tới ba hết vậy. Bà nội liếc ba có nửa con mắt, trò mét. Lem, mày coi con Ánh vợ mày đi. Ba hời hợt quay lại. Ê, sao nữa mà? Sao trăng cái gì? Con này riết nó lộng hành luôn rồi đó. Muốn cho tụi nó đi á là tự thay đồ cho nó,
chớ có hỏi qua tao tiếng nào hết. Nó là dâu chứ bộ mẹ trong nhà này hay sao mà muốn ngang nào được ngang nấy vậy? Ừ, nó làm gì hả? Hỏi nó đó. Bà Liệm liếc ngang Ánh rồi bỏ đi không thèm hỏi han gì. Ánh kéo hai anh em Đông vào trong, thay lại quần áo cho tụi nó. Nước mắt chị rơi ra. Chị gục đầu lên tóc Đông không nói gì. Nhưng Đông biết mẹ nó đang đau lòng lắm. Con Xuân dậy nãy rồi đi. Nó chưa ý thức được mọi chuyện như Đông. Trong thâm tâm, Đông thường hay nghĩ, sau này lớn lên, nó sẽ dắt mẹ với em nó rời khỏi cái nhà này. Không cần ba, không cần nội gì hết. Nó chỉ cần mẹ với em gái nó mà thôi. Lớn lên một chút nữa, bà nội mà đánh mẹ nó là nó sẽ phản kháng lại. Không có ai làm chồng mà như ba nó hết. Thứ người gì đâu mà vô trách nhiệm quá trời. Bữa đó nhà hết gạo mà bà hai không có đưa tiền cho Ánh đi mua. Gạo chỉ đủ nấu cho một mình bà và con chó vàng ăn mà thôi. Vậy là bà điềm nhiên ngồi ăn một mình. Còn lại bao nhiêu cơm thừa canh cặn trút ra cho con chó ăn hết. Bỏ đói mẹ con Đông, không dành cho Liệm một hột nào luôn. Tối lại ba mẹ con ngồi ôm nhau ở góc chuồng heo. Ánh lấy mấy cục gạch bắt cái bếp tạm, rồi cắt mấy tàu môn ngọt xào sơ cho ba mẹ con ăn, vì không có dám vô nhà, sợ kinh động tới mẹ chồng. Cái nhà khá giả vậy đó, chứ ba mẹ con phải ăn rau cỏ dại. Lúc đó Đông đã 12 tuổi. Nó hận lắm, nhưng nó học tính của mẹ mà nín nhịn. Nó nín nhịn nhưng sẽ không chịu thiệt thòi như mẹ đâu. Nó phải bảo vệ mẹ mình thôi. Tối đó Liệm dậy, lục cơm không có mấy tóc mùng dựng Ánh dậy, gầm gừ hỏi sao không có cơm. Ánh mới kể cho Liệm nghe mọi chuyện. Anh ta đã không thông cảm và thương vợ thì thôi, chẳng hiểu sao lại đá thóc vào người chị một cái. Ánh ngã lăn ra ôm lấy bụng. Đông và Xuân nghe động chạy qua thấy mẹ nằm dưới đất thì ào tới ôm. Liệm bỏ đi trong đêm không nhìn ngó gì tới vợ. Mới 12 tuổi đầu mà Đông đã biết căm hận. Nó giận tới độ đôi môi rung lên, chạy tới phòng nội đập cửa ầm ầm, kêu đưa tiền để nó đem mẹ đi bệnh viện. Bà nội không mở cửa mà nói giọng ra, mắc cái gì phải đi, cái thứ đó chết cũng không ai tiếc. Đông quất ức chạy xuống nhà sau, lấy búa giọng rầm rầm trên cửa. Bà nội đùng đùng đi ra, khỏ vô đầu nó mấy cái thiệt mạnh, rồi nắm tóc nó lôi sành sạch tới phòng của mẹ, quát tháo trùm trời. Mày dạy cái thằng này chống lại tao phải không? Đông thấy mẹ đang nằm lăn lóc dưới gạch thì bỗng dưng ngồi phực dậy. Đôi môi của mẹ đen kịch, đôi mắt đỏ như máu nhìn nội. Tiếng mẹ rít lên trong cổ họng, bà buông con tôi ra ngay lập tức. Bà hai không những không buông mà còn cố ý gịch chặt hơn. Đông oằn mình trong tay bà. Bà cười khẩy, con của mày hả, mắc cười. Ánh mím cặp môi đen, trừng mắt ngó bà hai. Không phải con tôi thì con ai? Mẹ con bà giết tôi ra sao chắc bà nhớ rõ hơn ai hết mà phải không? Một mình tôi chưa đủ sao? Bà muốn giết luôn con Ánh hả? Thứ người gì mà bất nhân vậy? Bà thử động tới con tôi đi, cho coi tôi trả lễ bà như thế nào. Cái con khùng kia, mày nói cái gì vậy? Mày khùng hả? Rồi bà ta buông Đông ra, bỏ đi ngay. Ánh ào theo nắm áo bà ta lại, tán vào mặt mấy cái. Con Ánh nó nhịn bà, chứ túi thì không đâu. Bà nhớ đó, từ nay cấm không có được động tới mẹ con nó, rõ chưa? Bà hai bỏ đi. Ánh cũng té xuống nằm im một lát rồi mới mở mắt ra. Thấy anh em Đông đang ngồi khóc, chị ôm hai đứa vào lòng cùng khóc với chúng. Đông nhìn mẹ nó, ngạc nhiên khi thấy sắc mặt của mẹ chỉ xanh lè như đau đớn, chứ không có đôi mắt đỏ, đôi môi thâm đen. Và hình như mẹ cũng không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Đêm hôm đó, Đông cứ thắc mắc mãi mà không tiện hỏi mẹ. Qua cuộc đối thoại của bà hai và Ánh khiến cho nó ngẩn ngơ.
cố bình tâm mà suy nghĩ. Do đâu mà mẹ Ánh lại cả gan dám đánh bà nội như vậy? Và vì sao mà sắc mặt của mẹ thay đổi đến lạ lùng? Vì sao mẹ lại cấm không cho nội đụng đến mẹ con họ? Vì mẹ con họ là sao? Nhưng Đông cũng không thắc mắc lâu. Sáng hôm sau khi Ánh ra đồng làm cỏ lúa thì Liềm về. Đông cố ý rình nghe bà Hai với Liềm nói chuyện. Bà Hai lập cập kể cho Liềm nghe chuyện Ánh phản kháng tối hôm qua, giống như bị ma nhập vậy. Ma đó là Hiền, là vợ trước của Liềm. Cho bà kể chi tiết những lời qua tiếng lại của hai người. Liềm thất kinh. Mẹ con họ nhắc lại chuyện năm xưa và đổ thừa cho nhau sùm, mà không nghĩ tới Đông và Xuân đang có mặt ở trong nhà. Mà lúc đó Đông đã bắt đầu hiểu chuyện rồi. Trời ơi, thì ra nó không phải là con của mẹ Ánh. Mẹ nó tên Hiền đã bị hai người này giết chết 12 năm về trước. Sự thật nó lại như vậy. Hiền quê ở Sóc Trăng, cha mẹ mất sớm nên đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Là con gái giỏi giang, trong người mang hai dòng máu, cha là Campuchia, mẹ là người Việt Nam, nên cô rất xinh đẹp. Hiền siêng năng tháo vát, có cái nhà nho nhỏ do cha mẹ để lại. Thời gian quen biết Liềm, cô cũng đã tích lũy được một số vốn kha khá, định mở một cái quán bún mắm bò hóc nổi tiếng của Sóc Trăng. Lúc đó Liềm nhà ở Cần Thơ, hay qua lại Sóc Trăng để mua bán gạo. Anh kêu Hiền theo mình về, rồi dùng số tiền đó để mở quán ăn hay là sạp gạo cám gì đó. Giống một thân một mình không vướng bận ai, nên Hiền đồng ý theo Liềm, bởi tin vào cái lời hứa nơi anh ta sẽ cưới cô một cách đàng hoàng mà làm vợ. Ông Hai Giáng thì cảm thương cho Hiền, biết cô bị Liềm lợi dụng. Nhưng ông bà chỉ có một thằng con này, tài sản đất đai cũng nhiều, hy vọng có con vợ giỏi giang quán xuyến giúp cho nó. Nhưng bà Hai nghe nói Hiền là người gốc Campuchia thì đâm ra kỳ thị, chấp nhận cho cô ở trong nhà chứ không chịu cưới. Thậm chí chỉ là làm bữa cơm ra mắt họ hàng bà cũng không cho. Lúc nào bà cũng gọi cô là con miên này con miên nọ, dù bị ông Hai la rầy suốt. Nhưng ông Hai là người hiểu chuyện, ông không để Hiền chịu thiệt, mới làm một cái đám nho nhỏ cho con dâu ra mắt hàng xóm, vì ông bà đâu có người thân nào. Bà Hai không có ý dám phản đối ông, nhưng bà cũng không đồng ý cho Hiền nhập hộ khẩu nhà mình. Còn Liềm luôn miệng dụ dỗ Hiền mua thêm đất ruộng để vợ chồng ra làm riêng, không phụ thuộc ba mẹ, thì mẹ anh sẽ không có cớ mà hạch sách cô nè. Nếu bà làm quá, anh sẽ cùng cô dọn ra đất, cất đỡ cái nhà mà sống riêng. Chắc chắn ba anh sẽ ủng hộ, vì ông vốn rất nhân hậu. Ban đầu thì Hiền không đồng ý, cô chỉ muốn có cái quán để thu nhập mỗi ngày, không ai coi thường mình. Nhưng bà Hai liên tục quấy nhiễu cô, còn Liềm thì dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ rỉ rả, cho đến khi cô đồng ý đưa tiền ra thì anh ta cầm tiền đi ăn chơi hết, không có miếng đất nào. Mà lúc đó cô đã mang thai thằng bé Đông được 3 tháng. Hiền làm dữ với Liềm, ông Hai binh cô. Nhưng bà Hai và Liềm chối đây chối đẩy, rằng cô về đây với hai bàn tay trắng, không có mang theo đồng bạc. Hiền tức tối định ra cớ ở ngoài quỹ ban, nhưng bà Hai nhốt cô lại không cho ra ngoài. Bà nói chấp nhận im lặng thì đứa bé sẽ được sinh ra, sau này nó sẽ thừa hưởng gia tài. Còn cứ quậy lên cho đục nước thì coi chừng cả mẹ lẫn con đều không sống được. Lúc đó đang vào vụ mùa nên ông Hai ở miết trên ruộng. Hiền bị bạo hành, ông không hề hay biết gì. Rồi Hiền cũng nhượng bộ sau 5 ngày bị nhốt trong phòng. Bà Hai tuy không ưa con dâu nhưng cũng ham cháu nội, nên hàng ngày đưa cơm cho cô ăn. Hiền cố gắng nín nhịn chờ sinh đứa con ra. Cô định sẽ bỏ trở về Sóc Trăng, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, bởi cô quá ghê sợ cái lòng người ở cái nhà này rồi. Còn Liềm thì đi từ sáng tới tối, về tới thì lăn ra phòng khách ngủ, chứ không có bước chân vô cô vợ ra làm sao. Chuyện mua bán gạo cũng nghỉ ngang, vì đâu còn đồng bạc nào đâu mà làm vốn. Uy tín không có nên cũng không có mua thiếu chịu của ai được. Đến khi ông Hai về thì mọi sinh hoạt bình thường. Bà Hai chưa bao giờ dám đánh mắng Hiền trước mặt của ông.
Vì vậy Hiền lúc nào cũng mong là ông ở nhà, ít ra cũng che chở cho cô và cái thai trong bụng. Hiền không có tiền riêng, cô chỉ còn chiếc nhẫn vàng 2 chỉ và đôi bông 18 mỏng dánh. Vậy mà Liềm cứ xăm xôi để mượn. Hiền từ chối thẳng thừng. Cô lột đem giấu một nơi chẳng ai tìm ra. Cô nghĩ với số vàng này, từ bệnh viện cô sẽ bồng con đi thẳng, không quay lại đây nữa. Ông Hai trở lên ruộng. Khi đó Hiền cũng sắp tới ngày sinh. Ông Hai vừa đi là mẹ con bà Hai bắt đầu tra hỏi Hiền về chiếc nhẫn vàng. Hiền nói cô làm rớt mất lúc mà dùng xà bông rửa chén bị tuột ra. Mẹ con họ không tin, liền nghĩ cách tra khảo cô. Rồi thì Liềm ra sau nhà, đào cái lỗ vừa dặn để cho cô nằm sắp xuống, cho cái bụng không bị cấn. Anh ta nắm tóc cô lôi lại cái lỗ, nhét vừa cái bụng bầu vô, rồi bắt đầu hành hạ cô. Họ khôn lắm, họ tra tấn để trên người cô không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hai mẹ con thay phiên nhau lấy kim chích sâu vô da thịt, đau nhức thấu tim gan. Đến khi Hiền ngất đi, bà Hai mới hoảng hồn khi thấy máu chảy ra đầy cả quần của cô rồi. Sợ cái thai có chuyện gì, bà ta lật đật thay quần áo cho cô, rồi tri hô lên là cô bị té động thai. Hàng xóm chạy tới phụ giúp Liệm đưa Hiền đi cấp cứu. Lên tới bệnh viện, bác sĩ tập trung lại, nhưng cuối cùng Hiền đã quá nguy kịch, chỉ cứu mổ được đứa nhỏ ra thôi. Hiền chết mà không nhắm mắt, ai vuốt cũng không khép lại được. Bà Hai và Liềm đưa cô về nhà mai táng, bé Đông thì gửi lại ở phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Về tới nhà, họ không muốn để Hiền lâu trong nhà mà nhanh chóng thực hiện các nghi lễ đặng mà đem đi chôn. Nhìn con dâu mở mắt trừng trừng, ông Hai đưa tay vuốt mắt cô, lấy tay ra cảm thấy ương ướt. Ông chạnh lòng nghĩ rằng cô đang khóc với ông. Rồi Hiền cũng được chôn cất tử tế do chính ông Hai đứng ra lo liệu. Nhìn Liềm mà ghét, anh ta khóc vợ không ra tiếng, trách mình vô tâm để cho vợ té xém chút mất cả mẹ lẫn con. Dù rằng không ai rõ chuyện nhà của họ, nhưng cái bộ dạng của Liềm lúc đó khiến cho nhiều người nghi ngờ. Ông Hai sau tuần thất của Hiền mới gọi vợ con vào hỏi chuyện. Hai mẹ con đã thống nhất với nhau câu trả lời, nhưng nhìn thái độ lấm lét của họ, ông cảm thấy nghi ngờ lắm. Dù sao Hiền cũng đã mất rồi, ông không làm lớn chuyện nữa. Nhưng sau khi rước bé Đông về, ông không cho bà động tới nó. Một mình ông chăm sóc lo lắng, đút sữa thai tả. Cần mua cái gì cho cháu nội thì nhờ hàng xóm, chứ không có nói gì tới bà Hai. Ông Hai dáng dốc người to lớn, tiếng nói sang sảng. Ông sống đàng hoàng chân tình với xóm làng. Ở cái miệt Cần Thơ này, ông là người có uy tín, nên chuyện nhà của ông kín kẻ, ít ai xăm soi dòm ngó. Ông không cờ bạc rượu chè, chỉ thích uống trà, mà lại sinh ra thằng con đổ đốn như vậy không hiểu là do đâu. Khi Đông biết đi lẩm chẩm, ông đem nó theo lên ruộng. Hai ông cháu ăn với nhau, chơi với nhau. Cạnh đó có cô Ánh, người từ phương xa tới, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không người thân thích. Cô làm nghề giữ dịch mướn cho người ta. Ánh thường tới lui với ông, giúp ông coi chừng Đông, sợ nó đi bậy bạ lọt xuống ruộng xuống mương. Thế là Đông ở bên cạnh Ánh cho đến khi nó 3 tuổi, thì ông Hai quyết định bắt bà Hai cầm trầu cao đi hỏi cưới Ánh cho Liềm. Chủ hôn nhà gái là ông Năm Thuận, chủ của đàn dịch mà Ánh đang nuôi. Tất nhiên bà Hai phản đối kịch liệt, thâm tâm bà chỉ muốn Liềm cưới cô vợ giàu có, môn đăng hộ đối với gia đình mà thôi. Bà nói Ánh đã ăn nằm với ông Hai rồi, nên ông muốn đưa cô về nhà danh chính ngôn thuận. Nhưng vì uy tín của mình, ông mới đổ cho thằng con. Ngờ đâu khi Liềm nhìn thấy Ánh thì thấy khoái trong lòng ngay. Mặc kệ mẹ can ngăn, anh ta nhận lời liền. Ánh về với Liềm khi cô được 25 tuổi, Liềm 30. Bà Hai biết chồng thương Ánh, ban đầu còn nghi kỵ ghen hờn, nên luôn nhìn cô bằng ánh mắt ghen ghét. Sao thấy ông chỉ coi cô như con gái thì lại sinh ra cái kiểu ghét khác. Khi không có ông ở nhà, bà đai nghiến nói cô dùng nhan sắc để quyến rũ cha con họ, để kiếm chỗ nơi ăn sung mặc sướng mà không phải làm thuê làm mướn cho ai.
Anh đừng có hòng mà ngó vô gia tài của bà chi mắc công, vì tất cả đã để dành cho Đông rồi. Bà cho rằng anh giả vờ yêu thương Đông để lấy lòng tin của ông hai. Anh trả lời thì bà dùng chổi chà đánh vô đầu cô, cấm không được mét lại ông hai, nếu không bà sẽ đuổi cô đi. Anh không mét, nhưng mà Đông mét. Nó chỉ nghe được bà hâm không cho mẹ nó mét ông nội, nếu mét thì sẽ đuổi đi. Ông hai điều tra mới biết sự thật. Vậy là bằng cách nào đó, ông ra quỹ ban làm khai sinh lại cho Đông là con của anh. Chuyện này bà hai không hề hay biết. Cho nên khi đi học, Đông cũng không biết mình có tới hai người mẹ. Bởi vì chính ông hai đưa Đông nhập học, chứ đời nào mà liềm lo. Anh đặc biệt thương Đông, coi nó như sinh mạng của mình. Những khi bà hai ương yếu, cô đi chợ thì dắt Đông đi theo. Nó mỏi chân thì cô lại cõng. Đông ríu ra ríu rít với ánh. Ngoài ông nội ra, Đông chỉ biết có mình ánh mà thôi. Ba và bà nội ít khi nó dám lại gần. Nó ghét bà nội, hở ra là trợn mắt cầm chổi hung hăng với mẹ nó. Và vì nó thường hay thọt thẹt với ông, nên bà cũng ghét nó. Nói chung ngoài liềm ra, bà ta không thương ai cả. Lúc Đông chưa có em, anh thường hay dắt nó ra ruộng phụ với cha chồng làm lúa. Cả ngày trên đó tối mới về. Bà hai ghen tức đi theo rình rập, nhưng suốt cả tháng trời không thấy gì. Chỉ thấy hai cha con ở dưới ruộng. Lúc ánh vô chồi nấu cơm thì Đông ở kế bên. Rồi tới khi Đông vô lớp 1, ánh không ra đồng nữa. Liềm thì vẫn cứ đi suốt ngày. Nhà chỉ có mẹ chồng con dâu, bà kiếm chuyện đủ thứ với cô. Có bữa nắm tóc cô dúi đầu vào cái lu nước, không cho trả lời. Cứ mỗi khi như vậy thì như là bà bị cánh tay của ai đó lôi bật ra. Lát sau thì ông hai dậy. Ông nói là mình nghe tiếng kêu dẫn từ hướng nhà tới, là đi về coi vợ ông giết người. Quảng quá ông mới cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà, mới thấy được cái cảnh bà trấn nước con dâu. Thì tất nhiên bà ta không thể nào chối cãi được. Đêm đó ông ở lại nhà, kêu vợ con ra hỏi tội. Ông nhìn Liệm. Rồi ban ngày mày đi đâu? Ruộng nương mênh mông, công việc đăng đăng đề đề, sao mày chưa một lần bước tới vậy? Rồi tao chết ai thừa kế cái đất đai này? Hay là tao bán sạch rồi cho mẹ con anh một số, để nó mua nhà cửa riêng tư mà tránh xa mẹ con mày ra. Mẹ chồng coi nó như cái của nợ, thằng chồng thì vô trách nhiệm. Vậy nó ở đây làm cái gì nữa cho uổng phí tuổi xuân của nó? Bà hai tuy sợ chồng, nhưng nghe ông nói vậy thì sừng sộ lên. Ông ngộ ha, mắc cái gì bán đất đai rồi cho tiền nó mua nhà ở? Trời, mắc cái gì mà cháu mình lại đưa cho nó nuôi? Mắc cái gì hả? Mắc cái nợ oan hồn của con Hiền đó, bà biết chưa? Bộ bà tưởng con Hiền nó chết oan chết ức như vậy, rồi nó siêu thoát được hay sao? Bà biết lúc con Ánh chưa có về đây, đêm nào tôi cũng thấy con Hiền. Nó kêu cưới con Ánh về cho thằng Liêm, vì nó biết con Ánh nhân hậu. Nó tin con Ánh sẽ là mẹ tốt của con nó. Tôi cũng thấy điều đó, mới cậy anh Năm Thuận đứng ra làm chủ hôn. Tôi tưởng đâu bà rút kinh nghiệm cái vụ con Hiền, mà lần này biết điều một chút. Ai mà dè, con người ta sinh ra ai cũng có cha có mẹ hết. Tối sao cha mẹ nó mất sớm mà bà coi nó như đất nẻ chui lên vậy? Muốn hành con người ta ra sao thì hành hả? Ông nói cái gì ngộ vậy? Bà đừng có nói là tôi không biết cái vụ con Hiền làm sao mà nó chết. Nó hiện hồn vậy nó nói với tôi hết rồi. Bà ức hiếp con Ánh hoài, có ngày nó nổi cơn tâm bành lên nó bẻ cổ bà đó. Trên trời dưới thế, tôi chưa thấy ai ác như mẹ con bà. Trời ơi, người ta có bầu mà dám đào cái lỗ nhét cái bụng bầu xuống rồi tra tấn nó. Làm như vậy không chết mẹ cũng chết con thôi. Tôi hỏi mẹ con bà, sao bà ác nhân như vậy? Hèn chi mà nó đầu thai không được, nó ám theo bà hoài là cũng phải thôi. Cho con thằng Liêm, biết sanh ra thằng con như nó,
Thà lúc trước bóp mũi cho nó chết thì khỏe cái thân rồi. Bà đừng làm cho tôi phải nhớ lại cái chuyện xưa ghê tởm của bà. Tôi đã cố quên rồi, bà đừng khiến tôi phải nhắc tới nữa. Bà Hai lạnh mình. Hèn chi mà mỗi lần bà đánh ánh lúc chỉ có hai người, bà luôn như bị ai đó kéo ra. Chẳng lẽ con Hiền Miên lại thành ma thiệt hay sao? Nếu mà thành ma, vậy sao mấy năm rồi nó không hiện ra trả thù bà với Liềm chứ? Ôi hơi đâu mà tin ông Hai. Ổng muốn nhát cho bà sợ để con ánh leo lên đầu bà ngồi đó mà. Nhưng thật ra bà cũng thấy lo lo, vì ít nhiều cũng nghĩ tới con Miên đó. Nó còn lảng vảng đâu đây để bảo vệ con nó. Nhưng con nó thì bà đâu có làm gì, cháu nội của bà mà. Nhưng bà ghét ông Hai lắm. Thì ra trong lòng ông ta vẫn còn cái vết gợn đen tối với bà. Dù mọi việc đã trôi qua mấy chục năm, và ông đã hứa là sẽ cho nó trôi vào dĩ vãng. Rồi cơn bão quất qua một trận dữ dội, khiến cho lúa năm đó sắp thu hoạch ngã rạp hết, không cứu được. Ông Hai suốt ngày ngâm mình trong nước gặt từng bó lúa. Ánh cũng theo ra ruộng để vác lên chòi. Mua nhựa bọc lại, cứu được bao nhiêu thì cứu. Sau đó ông Hai lâm bệnh nặng mà qua đời. Trước khi chết, ông kêu bà và Liềm lại dặn không được ngược đãi Ánh, bằng không ông sẽ hiện hồn về bóp cổ. Ánh yên ổn được một thời gian, rồi lại bị bà Hai hành xách như trước. May là lúc đó cô đang có thai bé Xuân, nên bà chỉ chửi chứ không có đánh nè. Xuân sinh ra thì Đông đã 8 tuổi rồi. Nó biết trông chừng em cho mẹ đi làm. Bà nội và ba không hề bồng ẩm ngó ngàng gì tới Xuân hết. Nó còn nhỏ mà đã thấy lạ. Ông Nam Thuận nó kêu bằng ngoại. Sau này nó cũng biết ông không phải là cha mẹ ruột của mẹ Ánh, nên có chuyện gì nó cũng không có mét với ông, cũng không nói với chòm sớm, vì mẹ nó dặn dò kỹ lắm, đừng có vạch lưng cho người ta xem thẹo. Vậy mà hôm nay mẹ nó lại hung dữ phản kháng đánh lại bà nội, và những lời của mẹ khiến cho thằng bé 12 tuổi ngơ ngác không hiểu gì sao. Lúc đó rõ ràng không phải là mẹ Ánh, vậy thì mẹ nào nữa? Nó phải hỏi cho ra lẽ mới được. Vậy là Đông thỏ thẻ hỏi Ánh. Thấy con cũng lớn rồi, cũng nên biết chuyện. Ánh mới kể cho Đông nghe chuyện cô là vợ sao. Mẹ nó đã mất khi sinh nó ra, chỉ có vậy thôi. Đông buồn lắm. Buồn vì mẹ ruột mất, mẹ nuôi thì bị hạ hiếp. Buồn vì ba nó không có trách nhiệm gì với mẹ con nó, vì bà nội ghét bỏ mẹ Ánh. Nó thơ thẩn ra ngoài, ghé nhà người lớn tuổi hỏi về mẹ ruột của nó. Nó nghe người ta kể, khi còn sống mẹ nó bị bà nội và cha của nó đối xử tệ lắm, bị đánh đập hành hạ thường xuyên. Người ta còn nghi ngờ mẹ nó động thai, không phải do trượt chân mà té. Nhưng mà đó chỉ là nghi ngờ thôi, chứ không có ai dám khẳng định. Biết được tường tận sự thật, Đông căm hận lắm. Nó là một đứa thông minh, cho nên nó nghĩ ngu gì mà đi. Nó phải giành lấy cái gia tài ông nội để lại, phải lo cho mẹ Ánh và em Xuân có được cuộc sống đàng hoàng vậy sao. Bây giờ nó còn nhỏ không biết phải làm gì, nhưng rồi nó sẽ lớn, sẽ biết cách mà thôi. Mấy ngày sau đó, bà Hai không gây khó khăn cho Ánh nữa, nhưng bà không có nói gì tới cô. Còn Liềm thì vẫn không hề thay đổi. Hắn ta sáng sớm dậy ăn xong là đi miết tới khuya lơ khuya lắc mới dậy. Lúc về thì sai bí tỉ, bước vô nhà được rồi là đụng đâu lăn ra đó ngủ, mặc kệ trong nhà xảy ra chuyện gì. Không biết hắn ta đi đâu, nhưng chẳng có ai thèm hỏi. 3 năm sau, Đông 15 tuổi, ra dáng thanh niên rồi. Nó mới vào cấp 3, Xuân thì học lớp 2. Hiểu chuyện hơn bạn bè trang lứa, nên nó càng thương mẹ Ánh nhiều hơn. Ruộng nương ông nội để lại chỉ có mình Ánh làm. Khi không tới lớp, Đông cũng dắt em ra ruộng phụ mẹ, chủ yếu là để bảo vệ mẹ thôi. Hoặc là nó canh bà nội, không cho bà tiếp xúc với mẹ. Đi học về nó không có đi đâu chơi, lẩn quẩn trong nhà dạy em học,
phụ mẹ cơm nước quét dọn nhà cửa. Trong lòng anh em Đông Xuân không hề có bà. Ánh hiểu hết chứ. Nhưng cô nói với Đông, bà hai chỉ dám ăn hiếp cô khi có người. Một mình bà và cô thì bà không dám, vì bà sợ mẹ hiền của Đông. Bà đánh Ánh một bạt tay thì nhận lại hai bạt tay, cho nên bà sẽ không dám hành hung cô, chỉ chửi chó mắng mèo chỉ chiết cô mà thôi. Hôm nọ, lần đầu tiên Đông ra mặt binh vực mẹ, chống lại bà nội. Không biết bà hai tức Ánh chuyện gì. Đông ở sau bếp nghe Ánh kêu đau, thì đang do nồi cơm bèn bỏ đó mà chạy lên. Thấy bà lấy tay xoắn tóc mẹ nó, miệng thì chửi tay thì gịch, như muốn giật trụi tóc của Ánh. Đông không nhịn nổi nữa. Là con người với nhau, lại sống chung một nhà. Ruộng nương cày cấy gieo trồng thu hoạch một tay Ánh làm. Bà có bỏ chút công sức nào đâu, mà vẫn ngồi không đếm tiền, chẳng cho con dâu lấy một xu dính túi. Vậy thì tại sao không coi Ánh được như người nhà, bỏ công lao động cực khổ, đem lại cho gia đình sự ấm no đầy đủ, mà lúc nào cũng chỉ coi như kẻ thù? Nếu Ánh bỏ đi, bà có thể mướn được một người làm cần mẫn, một lòng một dạ như cô hay là không? Đông châu đôi chân mày lại, mạnh bạo gỡ tay bà hai ra. Ở buông mẹ con ra! Bà hai dừng tay, trừng mắt kêu lên. Trời ơi cái thằng này, mày dám nạt nổ bà nội mày hả? Nói buông mẹ con ra ngay, trời muốn nói cái gì thì nói, không thì con không có nhận nổi nữa đâu. Bà hai tay vẫn xoắn vào tóc Ánh, hất hàm nghênh mặt nhìn Đông. Rồi mày làm gì tao? Hỗn hào với bà nội không sợ trời đánh mày hả cái thằng chó đẻ? Đồ con của Miên! Con của ai cũng không sao hết, nhưng đã gọi mẹ 15 năm thì đây chính là mẹ của con. Mẹ ruột con cũng chỉ muốn thấy con với mẹ Ánh vui vẻ hạnh phúc. Trước con còn nhỏ không có biết chi, thì nội muốn làm gì mẹ cũng được. Nhưng mà bây giờ á, thì bất cứ ai động tới mẹ con một cách thô bạo gì vô lý, con không nhận nữa. Bà hai buông Ánh ra, sấn lại Đông. Không nhịn thì mày làm cái gì tao? Cũng do mày hại chết mẹ mày, chứ bộ ai làm hay sao mà mày gây sự hả? Con hại chết mẹ con hả? Nội nói mà không mắc cỡ sao? Mẹ con vì sao mà chết? Không phải là nội rõ nhất hay sao? Bà hai cầm chổi quất lên người Đông. Ánh vội vã xô Đông ra và lãnh đủ cán chổi vào lưng. Cô gồng người cam chịu. Đông xoay qua ôm lấy Ánh, thì bỗng dưng đôi mắt của cô mở thật lớn. Màu đỏ trong tròng mắt như một ngọn lửa trực cháy phóng qua mình bà hai. Đôi môi Ánh đen kịt mím lại như sợi chỉ giăng ngang. Tiếng nói cô chợt lạnh ngắt, âm vang phát ra. Bà lại như vậy nữa rồi. Bà dám động tới mẹ con nó rồi. Bà liễu hồn với tôi đó. Bà hai quảng kinh thụt lùi mấy bước. Trời ơi, hôm nay cái con ma này nó quá lộng hành rồi. Nó dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt trước thằng con của nó luôn. Bây giờ bà phải làm sao đây? Làm sao chống lại với ma cho được? Bà lưỡng lự giây lát, rồi quăng chổi vụt chạy ra ngoài, tới nhà hàng xóm ngồi chơi, với hy vọng Hiền sẽ không dám lộ diện chỗ đông người. Đông không đuổi theo, nó càng ôm chặt mẹ nó hơn. Nhìn cặp mắt đỏ và đôi môi đen, Đông biết mẹ Hiền vẫn chưa thoát ra, nên vội vã hỏi. Mẹ ơi, mẹ khoan đi đã. Mẹ kể cho con nghe, mẹ chết ra sao đi mẹ. Ánh mắt của Ánh dịu xuống. Bây giờ giọng nói của cô không có bình thường như trước, mà rần rợn đến lạnh người. Đông biết đây là mẹ Hiền của nó. Hiền đưa tay vuốt tóc Đông, ôm lấy khuôn mặt của nó mà hôn. Cô nắm rồi mân mê bàn tay của con trai mà cô chưa kịp nhìn mặt sau khi sinh nó ra. Nước mắt phủ kín mặt. Hiền tỉ mỉ kể về cuộc sống của cô trước đây và mẹ con bà hai đã giết cô như thế nào. Hai tay Đông rung lên theo lời kể của mẹ. Quá tàn ác rồi, quá nhẫn tâm rồi. Sao cha và bà nội của nó có thể nghĩ ra cách tra tấn con người ta mang trợ như vậy? Mẹ con của họ đúng là không còn tính người nữa rồi. Dù máu đang chảy trong người Đông là của họ, nhưng nó không thể nào tha thứ cho tội ác của họ được. Con sẽ báo án để pháp luật trừng phạt hai người đó.
Vô ích thôi con. Chuyện đã nhiều năm rồi. Xác của mẹ bây giờ cũng đã mục rữa, bằng chứng đâu mà tố cáo. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn ở đây để bảo vệ mấy mẹ con. Thù này con đừng xen vào, cứ để cho mẹ báo. Khi ông nội còn sống, vì nể và thương ông nội con nên mẹ nhịn bà ta. Bây giờ con cũng lớn rồi, mẹ không còn lo gì nữa. Con sợ bà ta sẽ mời thầy về yếm mẹ đó. Không yếm được đâu. Ở đây chỉ có một thầy pháp, nhưng mà ông Năm Trà không có làm chuyện bất nhân. Nếu muốn yếm đối ai, ông ấy sẽ tìm hiểu kỹ càng. Không phải vì tiền mà làm chuyện thất đức. Con yên tâm đi. Nhớ phải bảo vệ mẹ Ánh và em của con, không để cho bà ta hành hạ là được. Cũng không cần người cha nó làm gì. Mẹ cho con biết chuyện này, ông nội con có để lại di chúc chia gia tài lại, gồm có 2 phần lớn, 3 phần nhỏ. 2 phần lớn là 1 phần cho con, 1 phần cho em Xuân. 3 phần nhỏ là mẹ Ánh con 1 phần, nội con 1 phần, cha con 1 phần. Bây giờ di chúc chưa lộ ra, khi con đủ tuổi đứng tên nhà đất rồi thì lập tức sang tên ngay. Chừng đó ắt có thể sẽ xảy ra cảnh nội gia sáu thịt. Nhưng mẹ vẫn còn ở đây, con cứ yên tâm, muốn làm gì cũng được, mẹ luôn ủng hộ con. Đông gật đầu. Sau đó Hiền rời khỏi xác Ánh. Ánh ngơ ngác nhìn Đông. Nó cầm tay mẹ dắt lại bộ dáng kéo ngồi xuống. Đông kể cho mẹ nghe chuyện ban nãy mẹ Hiền đã làm gì với bà nội. Rồi nó kêu Ánh hãy yên tâm, nó sẽ bảo vệ mẹ và biết cách để đối phó với bà nội rồi. Tối lại Liềm vẫn chưa về. Bà Hai bực bội trong người lắm. Ban nãy qua chơi nhà hàng xóm, bà hỏi thời buổi bây giờ có ma hay không thì ai cũng cười. Ma cái gì mà ma, cho dù có là ma đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì con người được. Nói qua nói lại một hồi cho bà yên tâm. Tuy sợ nhưng bà cũng nghĩ như họ, ma thì làm gì được người, mình sợ quá thì nó làm tới. Hiện lên với hình ảnh mang trợ có thể làm cho bà tự kỷ ám thị, chứ chắc gì đã có. Có thì đã có lâu rồi, chứ đợi chi đến 15 năm. Bởi vậy bà không sợ, bất quá kêu thầy pháp nhốt nó xuống mộ, không cho ngóc đầu dậy nổi, coi nó tác quai tác quái cỡ nào. Ngó thấy Đông dọn cơm lên mời mẹ và em nó ăn, chớ hề nói tới bà nội, bà tức sôi gan. Cái thằng này bây giờ không biết sợ bà nữa rồi. Bà sấn tới gạt nguyên cái bàn ăn xuống đất. Bộ tao chết rồi hay sao? Bà tụi bay không biết kiêng dè người lớn kẻ nhỏ gì hết vậy? Ai cho phép tụi bay ăn cơm trên bàn? Không ăn cơm trên bàn thì ăn ở đâu? Trả treo hả mày? Cái thứ mất dạy, triết trò khó coi quá. Thì bà chôn sống tôi như hồi trước đi. Hồi trước tôi có bầu, bà phải sai con đào lỗ cho cháu bà nằm xuống. Bây giờ tôi không có bầu bì gì, khỏi cần. Cứ chôn sống rồi yếm lên là được chứ gì. Bà Hai khựng lại. Cái gì nữa đây trời? Con Hiền lại nhập vô thằng con của nó hay sao? Mới đây thôi mà bà đã nghĩ bụng, nếu nó nhập vô con Ánh thì bà sẽ đập nó. Bất quá nói với làng nước rằng nó giả ma gia quỷ nhát bà. Con Hiền hạp vía với con Ánh nên mới nhập được. Nhưng con Ánh có bề gì, lấy ai cho nó mượn xác? Về đâu, ngay cả thằng con của nó cũng không tha. Ngẫm ra cái con này thành ma rồi, cho nên có biết phải quấy gì nữa đâu. Bà chỉ về phía Đông. Trời ơi con mày, mà mày cũng không tha nữa hả cái con Miên kia? Bà kêu Miên này Miên nọ, tôi móc họng bà ra bây giờ đó. Ừ, tôi nhập vô nó đó. Bà giết nó đi, để coi ai tuyệt tự. Tôi cũng không cho con tôi nói giọng nói giống cái thứ cha như con của bà đâu. Thương là thương ông nội tụi nó, nên tôi nhịn bà lâu như vậy.
chứ không thôi mẹ con bà tàn đời với tôi lâu rồi. Bây giờ bà có dọn đồ ở dưới đất lên hay không? Tôi dọn bàn khác cho mẹ con nó ăn, bỏ đói mẹ con bà bữa nay. Nói thêm cho bà biết, bà khôn hồn thì từ nay không có được chửi bới đánh đập con Ánh nữa. Chứ không thôi cơm với đồ ăn dư tôi làm thiêu ịnh hết cho mẹ con bà chết đói đó. Tôi đói là tôi làm được, không có rảnh mà vẫn chơi với bà đâu. Bà Hai thấy sợ thật sự, bèn dọn dẹp đồ ăn trơi vãi dưới đất. Ánh kinh ngạc nhìn Đông, còn Xuân nhìn thấy bà nội nghe lời anh Hai chăm sóc thì thích thú cười khen anh Hai oai phong quá. Cơm xong, ba mẹ con rút vô trong phòng. Lúc này Liềm đi suốt không còn ngủ chung với Ánh nữa. Khi hắn muốn này kia, bao giờ Ánh cũng từ chối. Triết rồi hắn sinh quạo, tán cô bạc tay rồi lè nhẹ qua phòng trống mà ngủ. Lúc này Đông có phòng riêng, Xuân ngủ chung với mẹ, bà Hai ngủ một mình. Nhà vẫn còn một phòng thì Liêm ngủ ở đó. Đêm nay Đông đem ghế bố với mền gối qua ngủ chung với mẹ và em. Trước đây nó luôn muốn như vậy vì sợ bà Hai sẽ bất ngờ xông vô gây khó dễ cho Ánh, nhưng không có ai cho. Nói con trai lớn rồi không có được ngủ chung với mẹ. Giá lại nó không phải là con ruột của Ánh nên cũng đành chịu. Đợi Xuân ngủ xong, Ánh ngồi dậy mỉm cười nhìn Đông. Mẹ con nhập vô thiệt hả? Nhập đâu nhập, tại con thấy mẹ Hiền nhập vô mấy lần, bà nội sợ khiếp luôn, con mới tương kế tụ kế á. Từ trời sắp tới là vậy, cứ hễ mỗi lần bà kiếm chuyện với mẹ, con nhát bà chết luôn. Nhưng mà là cũng bà nội ruột của con đó. Không sao, mẹ thấy bà nội có thương yêu gì con đâu. Nhớ lại cái chết của mẹ con, con oán hận ngập lòng luôn ở đó chứ mà bà với cháu, cha với con gì. Ánh không nói nữa, cô cảm thấy yên tâm vì từ nay có người thực sự thương yêu che chở cho mình. Với cô như vậy là đủ rồi. 15 năm làm mẹ, cô đã nhận lại được một sự báo đáp không ngờ. Ánh thầm cảm ơn cha chồng. Ngày hôm sau bà Hai đi đâu từ sáng tới chiều tối mới về. Đó lại là chủ nhật, ba mẹ con ở nhà vui vẻ thoải mái. Đây luôn là một điều mong ước từ lâu của Ánh. Tối lại Đông cũng ôm mền gối qua phòng Ánh ngủ trên ghế bố. Nửa khuya, bỗng có một cơn gió lạnh buốt thổi vào. Đông kéo mền đắp kín thân mình lại, chỉ có chút xíu thôi là nó thấy nực mới tháo mền ra. Thì mẹ Hiền đã ngồi trên giường lay gọi mẹ Ánh dậy. Ánh mở mắt ra, hoảng hồn khi nhìn thấy người phụ nữ lạ quắc ngồi trên giường mình. Ánh không nhìn ra Hiền vì Liềm không có để ảnh thờ của cô, nhưng Đông thì cảm nhận rất nhanh đó là mẹ mình. Nó vội vã nói với Ánh: Mẹ Hiền đó mẹ. Hiền âu yếm nhìn con trai, gật đầu cười. Đúng rồi, chị đây em. Từ nay chị sẽ không mượn xác của em nữa, vì chị có thể hiện ra rồi. Tối nay chị muốn gặp mẹ con em, để cho hai đứa biết một bí mật động trời về bà ta. Từ đó có thể vạch trần bà ta mà không sợ nữa. Không để cho mẹ con đợi lâu, Hiền kể luôn. Sáng sớm hôm đó, thấy bà Hai ra khỏi nhà có vẻ gấp rút lắm, nên Hiền mới sinh nghi, mới bám theo chân. Bà Hai đi tới nhà của thầy Bùa Năm Chà. Trước nay thầy Năm chỉ chuyên về việc nuôi con nít và tìm đồ bị mất. Dù ếm bùa ông chỉ sử dụng với kẻ nào ngoan cố trộm đồ mà không chịu trả thôi. Nhưng ông cao tay lắm, con nít khó nuôi cách mấy ông cũng nuôi lên cùi cùi. Đồ mất bí ẩn ra sao ông cũng tìm ra. Dù ếm hồn ma thì chỉ trừ con ma đó phá phách xóm làng, nhát hại bà con, chứ bình thường thì dù có tiền muôn bạc vạn cũng không thể điều khiển được ông. Chắc bà Hai không biết được điều đó. Nghe nói thầy Pháp là bà ta nghĩ đến chuyện trừ tà diệt ma nên mới mò tới. Lúc đó ông Năm đang rảnh rang, bà vừa bước vô nhà, chưa kịp quan sát chung quanh thì vội đặt một xấp tiền trước mặt ông. Hiền theo bên cạnh ngạc nhiên lắm, sao mình không bị rào cản của bùa ngải. Chứng tỏ là ông Năm không có để âm binh trong nhà. Ông Năm thân hình tráng kiện, râu quai nón mọc dài qua khỏi miệng
được ông cắt tỉa gọn gàng. Chỉ phía dưới cằm mới để tự do cho thả xuống trắng xóa, nhìn rất là tiên phong đạo cốt. Hiền nhìn thấy rất cảm mến. Bà hai để tiền xong thì đứng sớ rớ. Ông mới cất giọng sang sảng hỏi: cất tiền của bà vô đi, tôi không giúp được cho bà đâu. Thầy chưa biết tôi nhờ cái gì mà đã từ chối rồi hả? Có câu phòng người nên phòng, hại người không nên hại. Bà đang muốn tôi hại người khác đúng không? Đó không phải là người mà là ma đó. Là ma. Nhưng hồn ma đó đã làm gì bà rồi? Nghiệp chướng bà gây ra rất nhiều. Mạng bà lớn nên giữ được tới bây giờ là do phước đức của cha mẹ để lại. Bà tiêu xài cái phước đức đó vượt quá khả năng rồi, nên bây giờ bị quả báo. Vậy thôi, không ai cứu nổi bà đâu. Rồi khi bà hai ngơ ngác chẳng hiểu mình làm gì mà hết phước đức cha mẹ để lại, thì thầy Năm mới kêu bà ngồi xuống để kể ra. Hiền ngồi cạnh đó lắng nghe cũng không khỏi kinh sợ với người đàn bà này. Số là bà hai giáng có hai chị em, người chị tên Kim, bà ta tên là Chỉ. Hai chị em đều xinh đẹp, gia đình bình thường đủ ăn đủ mặc. Chị Kim của bà có sạp giày dép ở ngoài chợ, bà cũng hay tới lui phụ chị. Rồi con trai của xưởng giày dép là Túc thường tới giao hàng cho Kim, phải lòng chị ấy. Sau thời gian dài thì họ quen nhau. Túc nhờ cha mẹ tới coi mắt Kim để cưới cô về làm vợ. Cha mẹ anh đồng ý và hứa sau khi đám cưới sẽ mua luôn cái sạp, đầu tư vốn cho hai vợ chồng tự lập nghiệp. Cha mẹ Kim vui mừng vì tương lai của con. Ngờ đâu khi cách 10 ngày nữa tới đám cưới thì cô Chỉ lại khóc ầm vang trước mặt cha mẹ và chị rằng cô đã có thai với Túc. Ý đồ Túc rõ ràng là muốn cả hai chị em. Nếu như Kim không chấp nhận chồng chung với Chỉ thì Chỉ sẽ quyên sinh một xác hai mạng và theo ám vợ chồng Son để không có một ngày nào yên ổn. Kim không tin chuyện như vậy. Cô biết tính của Túc, anh là người đàng hoàng đứng đắn, không thể cưới chị lấy em. Cha mẹ cô thì nghi ngờ, không biết nên tin ai. Kim quyết định đi tìm Túc để hỏi cho ra lẽ. Nếu đó là sự thật, cô cũng sẽ đồng ý để Túc cưới Chỉ thay cô. Nhưng sáng ra người ta phát hiện ra xác của Kim trôi lềnh bềnh trên con sông gần đó. Trên đầu có vết thương như lúc té xuống bị va đập vào thân cầu. Cha mẹ và Chỉ khóc than rằng Kim không chịu nổi cú sốc lớn như vậy nên mới tự tử. Ông bà chửi mắng Chỉ thầm tệ, nhưng không có làm rùm lên vì sợ tai tiếng cho gia đình. Đám cưới tới ngày, bên nhà Túc tranh giá, không muốn giới thượng lưu nghĩ rằng ông bà thất đức, sắp đám cưới thì con dâu tự tử, nên đồng ý phương án cho cô em thay thế cô chị lên xe qua, mặc cho Túc phản đối kịch liệt như thế nào. Chỉ thành công về nhà chồng giàu có. Chỉ đinh ninh Túc không biết cái vở kịch mà cô dàn dựng. Chỉ tin rằng sống với nhau lâu ngày ắt sinh ra tình cảm, Túc cũng sẽ thương yêu cô mà quên Kim đi, nên cô ra sức quyến rũ anh ta bằng mọi giá. Nhưng từ lúc cưới Chỉ về cũng hơn một năm, Túc không hề đụng chạm tới cô, hay diễn cớ bỏ hàng khắp nơi nên ít ở nhà qua đêm. Hai năm trôi qua, Chỉ vẫn phòng không chiếc bóng, dù mang tiếng là đã có chồng. Cô chẳng dám nói với cha mẹ mình cái bào thai tự thiêu dệt, thì cô nói rằng đã phá trước khi về nhà chồng vì sợ cha mẹ chồng đánh giá. Chỉ biết mình dù nắm được địa vị dâu của hào môn, nhưng thân xác và trái tim của chồng cô không nắm được. Nhưng chuyện chăn gối là vấn đề tế nhị, chỉ cần cô mang thai thì coi như cô đã ràng buộc được Túc rồi. Nhưng làm sao mang thai khi Túc không hề ăn nằm với cô? Chỉ nghiễm nhiên trở thành chủ sạp đúng như lời hứa của cha mẹ Túc. Và do quen biết nhiều, cô đi thỉnh bùa yêu, nói với thầy bùa rằng mình bị chồng bỏ rơi, si mê người khác. Đem bùa về, Chỉ đốt trộn vô nước để khắp nơi chỗ nào mà Túc có thể uống được, kể cả ngoài sạp giày dép. Nhưng một tuần trôi qua, Túc vẫn không đếm xỉa gì tới Chỉ, khiến cho cô nổi điên lên. Bèn đi tiếp lần thứ hai,
sau đó đổ nước vô phích đá lên xe cho Túc. Nhưng lạ một điều là khi trở về, Túc cũng không hề động đến chỉ. Ngay cả tài xế cùng đi chung, cùng uống nước chung, cũng chẳng có vướng phải bùa ngải chi của cô. Chỉ mất lòng tin với thầy bùa, cô tới mắng ông ta một trận. Ông ta chỉ biểu môi cười nhạt. Ông ta nói có một bàn tay vô hình nào đó đã đổ bỏ nó đi rồi. Chị thất vọng bỏ về. Không có con, địa vị trong nhà của cô sẽ mất dần. Vậy chi bằng tranh thủ thu tóm một số tiền, để sau này nếu có bị đuổi đi thì cũng mạnh vốn trong tay. Chị bắt đầu thực hiện kế hoạch thì phát sinh ra vấn đề. Đó là ngoài sạp có người đàn ông dọn quét chợ khoái mình như điếu đổ. Chị chợt nhớ ra hắn ta thường hay ghé ngang qua sạp giày, lén bưng vít nước của cô mà uống ngừng ngực. Thôi chết rồi, vậy là hắn đã trúng bùa yêu của chị rồi hay sao? Ngài cả chục bận, cũ lết cái thân dặm dở bầm trợn của mình đi ngang qua sạp giày, liếc nhìn vô cô chăm chăm. Tên cũ này là người ở đâu tới? Chỉ một thân một mình, xin được chân quét dọn chợ lương tháng rất bèo, đủ mình hắn ta ngày cơm hai bữa. Hắn lại thích uống trà mà không thích uống rượu. Chiều tối sau khi xong việc là giá nào cũng phải đi xin bình thủy nước sôi để pha trà uống một mình, chứ không có rủ rê ai. Hết bình nước sôi thì đang ở đâu hắn lăn trà ngủ ở đó. Khi thì sạp rau, khi thì sạp thịt. Sạp nào mà không có hàng, không có khóa thì đều là nơi qua đêm của hắn. Bởi vì hắn thức dậy rất sớm để phụ khuân giác giùm người trong chợ. Ai cho bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không mặc cả đòi hỏi gì hết. Tính tình của hắn trầm mặc, nghĩ gì trong đầu không ai biết. Được cái ngó bề ngoài bậm trợn như vậy, chứ không hề kiếm chuyện gây gổ với ai. Cho nên dù không mướn nhà thuê, hắn ngủ lang bạc như vậy, tắm gội ở dưới bến sông, quần áo chỉ có hai bộ thay đổi thì cũng không làm cho hắn thấy phiền. Có khi hắn vắng mặt ở chợ, nghe đồn hắn có cái nhà nhỏ gần đó, lâu lâu mới về thăm nhà. Chỉ coi thường cũ, ghét cái bộ dạng hèn hạ của hắn cứ nhìn cô lơm lơm. Cô biết hắn trúng bùa của mình rồi thì lại càng tức. Tưởng ai ngon lành, về đâu là một thằng khố rách áo ôm, cho lao tai cô cũng không chịu. Nếu mà nói cô bị Túc chê, trên đời hết đàn ông rồi, cô cũng không thèm nhìn vô cái bản mặt của hắn. Nghĩ vậy nên chỉ cất cái phích nước vào trong. Thường thì cô hay để ngay cái chỗ mình ngồi, không biết cái thằng đó canh lúc nào mà uống trộm được. Hôm nọ mới chiều mà trời âm u, báo hiệu sắp có một cơn mưa lớn. Chị đóng cửa sạp đi bộ về nhà, thường là như vậy. Cô biết dù cho có giông bão, Túc cũng không bao giờ đến đón mình. Anh từng nói, từ nhà ra chợ không đầy một cây số, đi bộ cho giãn gân giãn cốt, sau một ngày ngồi tại chỗ. Trong lòng vừa buồn vừa căm giận. Kim đã không còn, Túc có biết gì đâu, sao lại lạnh nhạt với cô như vậy? Dẫu sao trên danh nghĩa hai người vẫn là vợ chồng kia mà. Cha mẹ Túc cứ kêu cô nghỉ bán, sang cho người khác đi, theo chồng bỏ hàng khắp nơi để tình cảm thêm khắng khích. Chỉ mừng quá, ít ra gần gũi lâu ngày, có thể Túc sẽ phát sinh ra tình cảm với cô. Nếu không thì cô sẽ đánh bùa anh. Nhưng chỉ không được như ý muốn, vì Túc phản đối điều này. Anh nói cơ sở của gia đình cũng nên có một nơi cung cấp ở ngoài chợ. Cha mẹ Túc vốn dĩ tính cẩn con trai, nên anh nói gì ông bà cũng cho là hợp lý. Từ ý định muốn chinh phục Túc, dần dà chỉ sinh ra sợ hãi và ghét bỏ anh. Nếu như không có Túc thì cô là cái gì trong ngôi nhà giàu có bậc nhất ở nơi này chứ? Đang đi thì trời đổ mưa, chỉ còn cách nhà khoảng 300 mét, nhưng chỉ không muốn về ngay lúc này. Nơi ấy kính cổng cao tường, muốn vào phải gõ cửa rồi đợi người ra mở cổng. Cô thì không mang theo dù hay áo mưa gì, nên chỉ tấp vào hàng hiên của một nhà gần đó mà trú tạm chờ cơn mưa qua mới về. Đang nghĩ cách nào để mồi chài được Túc thì từ phía sau có một cái bao bố chụp lên đầu cô. Chỉ không kịp kêu la thì đã bị nhấc bổng lên. Có người vác cô chạy thật nhanh băng qua màn mưa. Chỉ giãy giụa kêu cứu, giọng người đàn ông cất lên
làm cho cô bàng hoàng. Nằm im, tôi không hại cô đâu, tôi thương cô mà. Chỉ nhận ra ngay đó là Cũ. Hắn ta muốn giở trò gì với cô đây? Mưa chưa dứt, Cũ đã dắt chị tới nơi. Hắn xô cửa một căn nhà, đặt cái bao xuống cho chị lồm cồm chui ra, rồi tự mình đóng kín các cửa ra vào. Chị ra khỏi bao bố, nhìn giáo giác cũng chưa biết đây là đâu. Không thể nào là nhà của Cũ được. Hắn ta nghèo khổ như vậy thì làm gì có nhà chứ. Hắn hùng hổ lột phăng quần áo của chị ra, miệng thì nói ướt hết rồi, lột ra hắn úm cho kẻo lạnh. Chỉ dù sao cũng là con gái còn trinh nên sợ hãi gào thét kêu cứu. Nhưng trời mưa đùng đùng trên mái nhà nên nào có ai nghe được giờ này. Cuối cùng thì cô bị hắn ta biến thành đàn bà theo cái cách rất trừng trú và dã man. Xong, biết chị vẫn còn trong trắng, hắn có vẻ ngại và thương xót. Mới hỏi vì sao có chồng hơn 2 năm mà chồng vẫn không đụng tới. Chị khóc vì nhục và vì căm ghét hắn. Nhưng sau câu nói của hắn, cô lại thay đổi thái độ. Tôi xin lỗi, bởi vì tôi quá si mê cô. Cô đi tố tôi ra chính quyền đi, tôi đồng ý chịu phạt. Mà sao hôm nay thì tôi biết cô sống ở nhà chồng cũng không dễ dàng gì. Thằng đó nó không trân trọng cô. Nếu cô tố tôi đi tù, thì sau khi ra tù, nếu cần tôi làm gì cô cứ nói. Tôi có nhảy vô dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ chối cô nửa lời. Chỉ dòm hắn lơm lơm, nhận ra hắn không quá đê tiện như cô nghĩ. Thực chất thì cái lỗi này là do cô mà ra. Chỉ đưa mắt nhìn quanh cái nhà, quá xá nghèo, mưa dột tan nát, chỉ có chỗ cô nằm là tạm ổn mà thôi. Đúng là nhà của hắn rồi. Nhưng thay vì nặng lời miệt thị, cô lại tự tốn hỏi. Nhà này của anh hả? Không phải, là cái chòi giữa giường của người ta. Nhưng mà tôi có thể tới ăn ngủ bất cứ lúc nào cũng được. Chủ đất là người quản lý chợ ở đây. Sau hôm nay tôi sẽ không làm gì cô nữa đâu, yên tâm đi. Để một lát tạnh mưa tôi đưa cô về. Nhận ra hắn không phải là kẻ bất lương khốn nạn, nên chỉ bạo gan nói. Anh lại đây, nằm với tôi đi. Cũ bất ngờ nhìn cô, nhưng vẫn tiến tới. Cọ qua cọ lại một hồi, đến khi mưa tạnh hẳn, thì hai người họ đã ân ái đến 3 lần. Sau hôm đó, chỉ không còn ghét bỏ gì Cũ nè. Thỉnh thoảng cô cũng kêu hắn lại dọn dẹp sửa sang cái vị trí kệ giày dép để có cơ hội cho hắn tiền. Nhưng cũng dặn dò hắn không được tỏ ra thân thiết với cô, cũng không được phép cho hắn tơ hào về cô nè. Nhưng chuỗi sau, chỉ lại có thai. Thôi chết rồi, chồng chưa từng đụng tới mình thì có thai với ai được. Cho dù bây giờ cô có dụ túc đi chăng nữa cũng không còn kịp, thì phải làm sao đây? Rồi chuyện gì tới cũng phải tới. Hôm nọ Túc đẩy cửa bước vào, chỉ chưa kịp vui mừng, anh đã nghiêm mặt nhìn cô, cất giọng lạnh lùng. Có thai rồi sao? Với thằng quét chợ hả? Anh nói gì vậy? Không thương tôi thì thôi đi, tôi cũng cắn răng tôi chịu. Sao lại vu khống tôi cái chuyện hèn hạ vậy? Vu khống hả? Cô quan ức lắm sao? Từ lâu tôi nhịn cô vì muốn cả hai bên gia đình êm đẹp. Chuyện cô xô Kim xuống sông, tưởng tôi không biết sao? Tôi đã cho cô danh phận mở 2 nhà này vì không muốn cha mẹ cô đau lòng vì cái chết của Kim. Cho cô cái sạp để làm ăn kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ, đó là tôi vì Kim thôi. Tôi thay Kim báo hiếu cho cha mẹ của cô. Nhưng mà cô dùng bùa ngải để mê hoặc tôi. Chuyện không thành, cô lại ở sau lưng tôi mà làm chuyện nhơ nhớp. Đừng nói với tôi là cô bị nó hãm hiếp. Chứ bản tính của cô, ai hãm hiếp cô xong mà không bị lôi ra chính quyền thì mới lạ đó. Đằng này cô còn thường xuyên gọi nó tới đây để cô đưa mày liếc mắt. Chỉ ú ớ, cô không nghĩ những chuyện mà cô làm cho là vô cùng bí mật lại bị Túc dễ dàng vạch trần như vậy. Túc khinh khi nói,
con nghĩ Kim chết như vậy có thể yên tâm mà siêu thoát được sao? Nếu như Kim siêu thoát thì tôi đã trúng bùa mê thuốc lú của cô từ lâu rồi. Nước cô trộn bùa bỏ lên xe, Kim đã thay nước khác. Chuyện cô đặt điều có thai với tôi, Kim nói tìm tôi hỏi cho ra lẽ. Cô sợ nên dụ Kim ra ngoài sông, đợi khi Kim sơ ý cô đập đầu cho Kim ngất đi rồi xô xuống sông. Người ngoài nghĩ Kim sảy chân té đập đầu cho vách đá, rớt xuống sông đến chết. Cha mẹ cô thì nghĩ Kim nghĩ quẩn mà tự tử. Chuyện cô ăn nằm với thằng cũ cũng chính Kim tận mắt chứng kiến. Nói cho cô biết, tôi sẽ không để cho cô dùng cái thai này mà uy hiếp đâu. Rồi để cho cha mẹ tôi nâng niu thứ con quan đó đâu, liễu hồn mà tính. Túc nói xong thì đùng đùng bỏ đi, chỉ ngồi lại tê tái trong lòng. Thì ra là như vậy. Thì ra bao lâu nay Túc lạnh nhạt với cô là bởi vì vẫn có hồn ma của Kim ở bên cạnh chỉ lối, khiến cho anh ta không bị vướng vào bùa ngải của cô. Càng nghĩ càng giận Kim, chết rồi thì nên đi siêu thoát đi, quán hận làm chi mà đeo theo phá hoại cuộc đời của cô như vậy. Cô giàu có cũng đâu có để cha mẹ thiếu thốn, coi như cô thay Kim báo hiếu, sao lại không nghĩ cho cô. Chỉ căm ghét muốn đến thầy bùa yếm cho Kim vạn kiếp không ngóc đầu dậy được. Nhưng Kim là hồn ma, chị ấy thấy chỉ, chứ chỉ làm sao thấy mà biết được Kim muốn làm cái gì. Không khéo sẽ bị đuổi đi thì mặt mũi để đâu? Cái thai này phải làm sao đây? Mặc dù cụ hứa sẽ làm tất cả vì cô, nhưng cô đâu thể sống chung với Phường giá áo túi cơm như cũ được. Tính toán một hồi, trong đầu chỉ mọc ra một phương án. Phải rồi, không chiêu dụ được Túc thì nên loại bỏ hẳn anh ta. Chiều hôm đó, chỉ hẹn cũ gặp ở căn chòi trách, bốn bên toàn là cây cối hôm nọ. Chỉ cho cũ hay cô đã có thai với hắn. Cũ sợ hãi không cất nổi tiếng. Hắn biết chồng của chị chưa từng đụng đến cô, mà bây giờ cô có thai thì có với ai? Nếu như mọi chuyện rùm beng lên thì chị sẽ bị nhà chồng đánh đuổi. Nhưng hắn cũng không thể nhận mình là tác giả của bào thai được. Thân phận của hắn hèn hạ, chỉ sợ sẽ bị người đời cười chê bán bổ. Cũ bùi ngùi nói với chị: hay là tôi bỏ đi nơi khác để không liên lụy tới cô. Không, hắn ta biết anh làm tôi có bầu rồi, trốn cũng không được. Chỉ còn cách là diệt hắn. Tôi sẽ đường hoàng làm đàn bà quá nuôi con, sẽ được bên chồng thương và đồng cảm. Chừng đó con của chúng ta mới sống trong giàu sang nhung lụa sau này, rồi thừa hưởng cái gia tài của ông bà được. Cô định giết chồng sao? Đó không phải là chồng tôi. Tôi và hắn chưa từng có quan hệ, anh biết mà. Nhưng sao cô có can đảm giết người chứ? Hôm trước anh có nói, cho dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, nếu tôi nhờ cậy anh cũng xả thân không nửa lời từ chối mà. Anh nhớ chứ? Cô muốn tôi làm gì? Anh cắt đứt thắng xe của Túc đi, ngụy tạo là tai nạn cho hắn chết trên đường giao hàng. Cha mẹ Túc không hề biết giữa tôi và hắn có mâu thuẫn. Hắn chết thì tôi nghiễm nhiên ở nhà đó, và sau này con của chúng ta thừa hưởng gia tài. Về phần anh, tôi sẽ cho anh tiền mua nhà, sau đó cùng qua lại với nhau. Lúc ấy tôi cũng không còn chồng vướng bận gì nữa. Tôi quan hệ với ai thì không ai có quyền cấm cản, kể cả cha mẹ chồng. Tôi không giết người được. Tôi thương cô, nhất thời làm chuyện có lỗi với cô. Tôi hứa bù đắp là làm những chuyện trong sạch giúp đỡ cô, chứ không phải là giết người. Nếu cô cảm thấy có lỗi với Túc thì tự thú đi, rồi rời khỏi nhà đó về ở với cha mẹ. Tôi bất tài vô dụng, nếu cô không muốn công khai với tôi cũng chỉ xin hứa chứ nhìn cô và con từ xa. Tôi sẽ âm thầm giúp đỡ cô những chuyện nặng nhọc hay bất cứ thứ gì cô muốn, chỉ cần không phạm pháp là được. Anh thôi cái thứ đạo đức giả đó đi. Có chồng rồi, mang cái thai không phải của chồng về nhà mẹ sao? Anh muốn tôi sống ra sao quãng đời còn lại? Nếu anh không làm,
tôi sẽ khai với cha mẹ chồng là anh chặn đường tôi làm chuyện đồi bại. Tôi sức đàn bà con gái làm sao chống cự anh được. Để coi anh có thể yên ổn hay không. Cô khỏi cần khai. Tôi đi tự thú ngay bây giờ. Tôi chấp nhận mọi hình phạt để cho cô được trong sạch. Đã hứa thì tôi giữ lời. Và tôi chỉ giúp cô được bao nhiêu đó thôi. Còn sau này cô đối phó Túc ra sao, đó là chuyện của cô. Anh bỏ tôi thiệt sao? Anh gây ra hậu quả này, bây giờ để lại tôi một mình gánh chịu hả? Nói ra người ta tin hay không? Bị cưỡng hiếp mà không khai báo liền, đến chừng có thai mới bại lộ thì ai tin chứ? Chứ cô muốn làm sao? Muốn tôi giết người sao? Giết hai mạng luôn đó, cô có biết hay không? Không phải chỉ mình Túc mà còn người tài xế nữa. Sao mà cô ác tâm như vậy chứ? Chỉ gục khóc trong đôi bàn tay. Cô không còn hy vọng gì nữa. Trước khi đến đây, chỉ luôn nghĩ mình nói cái gì cô cũng sẽ nghe theo. Không ngờ sau cái tướng tá dữ dội kia thì tấm lòng của cụ lại rất lương thiện. Cụ sống nghèo khổ nhưng chưa từng mất lòng ai ở chợ. Thậm chí quản lý chợ còn cho anh ta tá túc trong đất của mình. Nhưng cụ không giúp cô thì cô phải làm sao với cái bào thai này? Làm sao khi Túc đã biết mọi chuyện? Và nhất là cô chị của cô cũng không rời mắt khỏi cô. Nghĩ đến đó, chỉ chợt lạnh mình. Trời ơi, sao mà cô lại sơ suất như vậy? Chuyện ăn nằm với cũ, chị Kim cũng biết mà nói lại cho Túc. Thì kế hoạch hôm nay nếu như Kim biết, thì Túc sẽ đối phó với cô ra sao? Phải nhanh chóng về nhà, cuốn quần áo tiền bạc, rồi xin phép cha mẹ chồng về nhà cha mẹ ruột, rồi đi luôn không quay lại mới tránh được mọi chuyện. Chị bật đứng dậy, và cô xích ngất khi thấy Túc ung dung đi vào. Túc vỗ hai tay vào nhau như cổ vũ, miệng lại nhếch lên cười. Một kế hoạch rất hoàn hảo đó. Cô thật kinh khủng. Tôi quả là không thể ngờ được. Từ nay, làm sao dám sống chung nhà với loại người lòng dạ trắng trích như cô hả chị? Cũng may anh cũ đây biết nghĩ. Tại sao tôi biết mà tới đây? Chắc cô thừa hiểu mà phải không? Bên cạnh tôi đang có người mà cô sợ, nhưng mà cô ấy lương thiện chứ không như cô. Để tình cô ấy, tôi cho cô một lối thoát, cũng như cho anh cũ một cơ hội. Túc khoác vai cũ có vẻ ân cần, nói với hắn bằng một giọng rất dịu dàng. Anh cũ à, anh thật là tốt. Tôi biết hôm rồi anh lỡ tay với cô ta, chẳng qua là anh bị bùa ngải của cũ, cho nên tôi không làm khó anh. Nhưng nếu anh vì lòng tham mà nghe lời cô ta gây tội ác, thì tôi cũng không tha thứ cho anh được. Đã giờ ở bên ngoài tôi nghe hết tất cả mọi chuyện rồi. Tôi cảm kích anh lắm, cho nên giọt máu mà anh tạo ra thì anh phải có bổn phận nuôi nấng lo lắng cho nó. Tôi không làm khó anh đâu. Bây giờ tôi tính như vậy, miễn anh đồng ý là được. Mà phải chân thành đồng ý, còn chỉ thì nghĩ sao kệ cô ta. Cũ cảm kích. Cậu nói đi, tôi xin lắng nghe. Những lời cậu nói làm cho tôi cảm động và yên tâm. Phàm người không tức giận thì sẽ không căm hận. Cậu không giận dữ với tôi là tôi đổi ơn cậu rồi. Nhà chỉ có cái giường để ngủ và cái bàn tròn cùng bốn cái ghế đẩu đã cũ. Chỉ ngồi trên giường, chị Kim ngồi cạnh em gái, mà chỉ có mình Túc thấy mà thôi. Túc kéo tay cũ ngồi xuống ghế đẩu, bàn phương án anh đã tính sẵn trong đầu. Túc sẽ cho cũ một số tiền để dắt chị đi biệt xứ. Từ nay họ sẽ là vợ chồng. Số tiền mà Túc cho đủ để cũ mua đất mua nhà ở một nơi hẻo lánh mà nuôi nấng vợ con. Tuyệt không cho chị quay lại nơi này, dù là về thăm cha mẹ. Bản thân chị phải chịu xã hội đàm tiếu vì dám bỏ chồng theo trai. Cha mẹ của chị, Túc sẽ nuôi thai cho Kim tới cuối đời. Như vậy Kim cũng sẽ không vướng bận gì ở dương gian bởi lo cho Túc nữa. Anh lấy quyền gì mà sắp xếp cuộc đời của tôi chứ? Tôi không quan tâm tới cô. Là tôi nghĩ cho anh cũ và con của anh. Mấy lời vừa rồi của cô khiến tôi nghĩ ra thêm một chuyện nữa.
Tất cả tiền bạc tài sản sau này anh cũ phải tự mình đứng tên, không cho cô dây vào. Nếu như cô muốn bỏ cũ đi đi tìm thằng nào khác thì phải ra đi tài trắng. Con thì anh cũ phải nuôi dạy, chứ đừng để lây cái tính của cô ta. Tôi bỏ cô mà vẫn tác hợp cho cô với người tốt là còn nghĩ tình kim. Cô đừng đòi hỏi gì thêm, không có đâu. Còn nếu như cô chê bai người chồng này thì đó là chuyện của cô. Tôi tin là anh cũ sẽ có bản lĩnh mà dạy dỗ được cô. Vậy thôi, sáng mai anh cũ gặp tôi lấy tiền. Còn cô thì ngay tối nay thu xếp đồ đạc, gom được cái gì cứ gom, nhưng chỉ một lần duy nhất này thôi đó. Rồi Túc quay qua nói vào khoảng không. Đi em, mình hết trách nhiệm rồi. Nếu cô ngoan cố thì em cũng đừng nhân nhượng nữa. Chỉ nhìn theo, cô có cảm giác như Kim đang đi bên cạnh Túc. Làm sao cô dám kỳ kèo cái gì nữa chứ. Vậy là sáng hôm sau, hai người thu xếp lên chiếc đò khách, di chuyển mấy chặng đường mới tới được nơi này. Rồi cũ đi đăng ký hộ khẩu, vẫn lấy tên xưa, nhưng ở địa phương anh xưng là Hai Giáng. Từ đó người ta gọi bọn họ là anh chị Hai Giáng. Ít lâu sau, chỉ sinh ra thằng con trai đặt tên là Liêm. Hai Giáng mua được nhiều đất ở nơi này vì còn hoang sơ, đất đai màu mỡ nhưng ít người lui tới. Dân già người ta cũng đổ xô về mua đất cất nhà, xóm làng bắt đầu trụ phú, sinh động hẳn lên. Chỉ cũng là người thức thời, sợ Hai Giáng một cách, anh nói cái gì cô cũng răm rắp nghe theo. Từ khi có con, chỉ bận cớ chăm con nhỏ, không có ra ruộng với Hai Giáng nữa. Thấy chỉ tu tỉnh lại rồi, Hai Giáng cũng không còn dòm ngó khó khăn chi với cô. Những chuyện mà chỉ làm đều là khi quất mặt Hai Giáng. Thằng Liêm lớn lên chỉ biết sợ cha, nó lười nhác, học hành không tới đâu, mà việc ruộng nương cũng không muốn động tới. Rồi thì si mê cô gái nọ, nhưng bị cô ấy chê, lấy người chồng giỏi giang có nhà máy xay lúa trên chợ huyện. Liêm quyết định không chịu thua, mới bàn với mẹ sắm xe tải cho hắn ta đi buôn bán gạo. Liêm muốn làm cho cô kia sáng mắt ra, nhưng cuối cùng gặp Hiền, lấy cô về làm vợ. Hắn biết Hiền có tiền riêng nên có ý dụ dỗ mà thôi. Rồi thì hắn sinh ra đổ đốn cho tới bây giờ, sau khi đã giết vợ bắt con. Hiền kể xong, Ánh và Đông phải trùng mình. Người như vậy sao mà sống nhẫn nhơ không bị quả báo gì hết, sao lạ vậy? Ánh mím môi nói, thì ra cha mình là người tốt từ trước tới nay. Khi nghèo khổ không có chỗ ăn ở, phải đi quét chợ, vẫn giữ được khí tiết. Cái chuyện cha làm bậy hãm hiếp bà ta chẳng qua là bị thứ bùa yêu của bà ta điều khiển. Chính vì vậy mà được ông Túc thương. Bây giờ thì cô Kim chắc cũng đã siêu thoát rồi. Cha là người hiền, cũng đã đầu thai kiếp khác. Em vẫn cảm thấy bà ta quá nhàn hạ. Bây giờ mình làm phải làm sao hả chị? Ông Năm nói cuối đời bà ta sẽ khổ chưa từng thấy. Chứ là chị hơi lạ, cha mình như vậy, sao tên Liệm không có chút tính người chứ? Lẽ nào hắn không phải là con của cha hay sao? Nhưng chắc không đúng đâu, vì thầy Năm có thể nhìn ra mọi thứ mà. Cây ngọt sinh trái đắng thôi chị ạ. Bởi vậy giáo dục cũng quan trọng lắm. Hắn ở cạnh bà ta nên ảnh hưởng bà ta là vậy đó. Từ nay em đừng sợ bà nữa. Bà chửi đánh em thì em cứ trả đũa lại. Chị vẫn còn ở đây, em đừng lo gì. Bảo vệ hai đứa con cho tốt, bà không làm gì được mọi người đâu. Thầy Năm cũng nói là bà hết thời rồi, bao nhiêu nghiệp chướng sắp bị đồi lại một lần. Tên Liệm kia cũng không tránh khỏi. Bà hai từ lúc trở về thì mặt mày như đưa đám, đóng cửa tự nhốt mình trong phòng, không cả ra ăn cơm. Mẹ con của Ánh cũng không buồn gọi. Cho tới khi Liêm về, nghe tiếng của hắn, bà ta vội kéo tay hắn vào trong phòng. Mẹ con trụ trì sau đó không biết,
mà đêm đó liềm ngủ trong phòng của bà hai luôn. Sáng ra họ dắt nhau đi tới trưa. Về tới nhà, liềm đã đùng đùng đập phá đồ đạc. Ánh đang ở dưới bếp, hắn nắm tóc cô lôi lên nhà trên. Trước mặt bà hai, hắn gầm gừ. Con chó, mày lớn gan quá ha. Khai sinh con tao cũng có tên mày. Nhà đất tài sản cha tao để lại cho tao, mày cũng chiếm đoạt rồi. Mày ăn ngủ với thằng nào trên quỹ ban mà nó không cho tao sang tên? Đợi thằng Đông đủ tuổi mới giao cho nó vậy chứ. Mày dụ cha tao làm di chúc rồi giấu hết giấy tờ, là ai xúi biểu mày? Khôn hồn bây giờ mày đi lên đó công khai di chúc rồi từ chối quyền sở hữu, trả lại tất cả cho tao. Nếu không thì coi chừng cái mạng của mày đó. Ánh thật sự không biết gì, cô chỉ nghe Hiện nói lúc tối thôi. Ánh không biết cha cô đã sắp xếp như thế nào cái vụ đất đai, nhưng nhìn cái vẻ hàm hồ của Liệm, cô nhận ra là hắn bị thiệt. Bỗng dưng anh thấy chán chường bộ mặt của hắn. Cô không còn gì để kiêng dè sợ hãi mẹ con nhà này nữa. Thằng Đông nay đã lớn, đã biết đúng sai. Nó luôn đứng về phía cô, nên cô không cô độc một mình. Nhưng mà bây giờ cô cãi cọ lớn tiếng với họ, chỉ sợ không có mẹ con Hiền bên cạnh, họ sẽ dở cái tật giả mang mà giết hại cô như đã làm với Hiền. Thì chừng đó có miệng cũng không kêu oan được. Nghĩ vậy, anh cố ý câu giờ chờ Đông học vậy. Cô bình thản nhìn Liệm. Anh nói gì tôi không hiểu. Nhà đất gì? Nhưng mà anh xúc phạm cán bộ trên ủy ban á, thì cô chừng đó. Dạ anh nài với tao hả mày? Nói với nó làm gì cho hao hơi tổn tiếng. Bắt lên ủy ban ký giấy từ chối quyền lợi trong di chúc liền. Không thì đập chết mẹ nó cho tao. Có cái gì tao ở tù. Bỗng một luồng khói mỏng bao bọc chung quanh, rồi gom lại thành hình người của Hiền. Cô bây giờ xuất hiện rõ ràng trước mặt cả ba người, dù có chút mờ ảo. Hiền cất tiếng cười lạnh tanh, nhìn bà hai thụt lùi nép sau lưng Liệm. Cô bước tới kéo tóc bà ta ra trước mặt ánh. Bà đánh chết nó đi, rồi thì bà không có ở tù đâu. Bởi tôi sẽ xé nát khủng phách của bà ngay tại chỗ này. Không ai nghiệm thi tìm được nguyên nhân cái chết đâu. Bà có chạy thoát ra thì cũng có cô Kim chặn bà lại. Ông Túc đã nhân hậu cho bà lối thoát. Bà ở cạnh cha tôi bao năm mà không cải tạo được cái lòng dạ nham hiểm của bà. Tài sản này bà có tốn mồ hôi nước mắt gì để làm ra hay không? Thằng con của bà có làm ra được miếng của cải nào hay không? Tài sản đất cát này cha tôi có trước khi ổng ra xã làm giấy đăng ký kết hôn với bà, là tài sản trước hôn nhân đó. Cho nên cha tôi muốn để lại cho ai là quyền của ổng. Mày nói cái gì vậy? Mày biết cái gì mà nói? Tôi là ma mà bà. Những gì thầy Năm nói với bà tôi đều nghe hết cả. Bà tính đi ếm tôi chứ gì? Đâu phải ai cũng có lòng dạ trắng trết như bà. Lúc xưa bà bị cô Kim nghe biết âm mưu của bà, bà báo lại với ông Túc. Còn bây giờ thì có tôi. Tôi thách bà đụng tới mẹ con Ánh đó. Không tin bà làm thử đi. Bà hai lặng thinh. Hiền quay sang Liệm. Anh ta á khẩu đứng chôn chân nghe cô nói. Còn mày nữa, cái thằng khốn nạn. Tao mệt mỏi rồi không muốn kể tội mày ra, nhưng mà trong đầu tao mãi mãi không quên cái cảnh mày chôn bụng tao xuống đất như thế nào. Mày cũng phải trả giá cho hành động ngược đãi dã man hai người vợ của mày. Lâu nay tao không nói tới mày, đừng tưởng là tao quên. Thứ nhất vì tao nể mặt mày là con của cha tao, nên tao còn để dành đó. Thứ hai, phước đức của mày chưa cạn, nên tao có ra tay cũng như đấm vào không khí thôi. Nhưng mà bây giờ thì mày cạn phước rồi. Cha cũng đã siêu thoát rồi, không còn gì cản tao được nữa. Hôm nay là đường cùng của mẹ con mày. Bây giờ hai người còn tỉnh táo, tao nói cho biết số phận của chúng mày để không bị ức oan.
mày sẽ chết. Con mẹ mày khùng khùng điên điên, tự cung khai ra mọi chuyện, cho quãng đời còn lại cô đơn trong nhà thương điên, không biết gì về xã hội bên ngoài nữa. Liêm sợ quá hóa liều, hắn chỉ tay vào hồn ma của Hiền mà trích lên: "Con khốn này, mày thành ma mà vẫn theo báo đời, tao thách mày đó. Mày làm cái gì làm thử tao coi." "Làm gì mày sao? Mày chờ đó đi." Hiền mất hút. Bà hai tưởng rằng Hiền không làm gì được, cho nên cũng đắc ý. Liêm vô nhà lấy cái len sắn đất ra, sắn cái lỗ y chang như lúc hắn ta đánh Hiền tới chết. Bà hai hốt hoảng nắm tay Liêm: Mày làm cái gì vậy Liêm?" Hắn nhe răng cười với bà, kiểu cười khiến cho bà hai dựng đứng lịch. "Đào lỗ chôn hết cái đám đó xuống." Ánh thất kinh, cô biết hắn ta nổi cơn điên khùng thì sẽ không từ bất cứ chuyện gì. Đang bối rối định chạy ra ngoài thì anh em Đông đi học về tới. Ánh vừa mừng vừa kêu lớn: Chạy qua kêu bà Tám chứ mấy chú đi con, ông điên rồi, ông tính đào hố cho mẹ con mình á." Đông thất kinh, nó dựng xe đạp kêu Xuân chạy đi kêu người ta tới, còn nó thì sấn lại Liêm. Bỗng nó nghe tiếng của mẹ Hiền vang lên bên tai: "Đừng can thiệp con, để cho mẹ trị ông. Hành động này là mẹ khiến cho ông như vậy đó." Có lẽ do Hiền trợ giúp mà rất nhanh Liêm đã đào xong cái hố rất rộng và sâu. Rồi hắn quay sang nhìn Ánh. Lúc đó bà Tám và hai người đàn ông đã chạy tới. Liêm mặc kệ, nắm tóc Ánh lôi sình sạch xuống hố mà đạp cô xuống. Hắn tiến lại Đông định kéo theo, nhưng Đông gạt tay hắn ra. Liêm lôi Xuân xô xuống cạnh mẹ nó. Bà Tám kêu lên: "Trời đất ơi, mày làm gì vậy Liêm? Chồng sống nó chứ làm gì? Mày coi trời bằng vung hay sao?" Tiếng la của bà Tám ở đó kéo dần chạy tới rần rần. Hai người đàn ông nắm tay kéo Ánh và Xuân lên. Liêm như bị một sức mạnh vô hình nào đó xô xuống hố. Rồi từng lớp đất ào ào phủ lên người hắn ta. Mặt mũi như có ai bịt kín, đất đầy mặt miệng khiến cho hắn không thở được. Hai người đàn ông kia kéo hắn lên, nhưng hắn nhất định trì lại, cuối cùng thì cũng sụi lưng. Bà hai kêu khóc gian trời. Người ta khiêng Liêm lên, thân thể của hắn dịu quặt, hắn tắt thở rồi. Hắn chết trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Bà hai phát quản, cặp mắt vô thần, đôi môi mấp máy không ra thành tiếng. Bà cứ lảm nhảm: Quả báo rồi, con Hiền nó hiện về giết nó rồi." Hai tay bà quỳnh lên, múa mai liên tục: Tôi giết chị tôi để cướp chồng của chị. Chồng không thương tôi thỉnh bùa yếm chồng, nhưng chị tôi cản lại. Tôi lấy bậy mang thai, trời xui nhân tình giết chồng. Nhưng anh ta tốt nên không chịu. Rồi thì chồng cho tiền anh ta dắt tôi đi. Tôi sanh thằng con này, cưng chịu nó quá nên nó hư. Vợ nó bầu, nó đào hố chôn cái bầu xuống để tra tấn vợ. Tôi cũng có phận. Bây giờ quan hồn vợ nó về đòi mạng. Hiền ơi, tha cho mẹ đi. Mẹ sẽ xuống tóc cạo đầu vô chùa tu. Tha cho mẹ đi Hiền ơi." Bà ta cứ liên tục nói như vậy, xong dập đầu xuống đất cộm cộp như gian lại. Trời vùng lên vừa chạy vừa la làng, thoáng chốc đã ra tới quỹ ban xã. Công an chưa kịp ăn kết thì bà ta đã quá điên. Mắt trợn trừng la hét đập phá, kêu tên Liêm và Hiền, chửi không còn chỗ chứa. Công an kêu Ánh đưa bà đi bệnh viện tâm thần để điều trị coi sao. Đúng như lời của Hiền đã phán, nửa đời sau bà chỉ ở trong bệnh viện tâm thần. Đồng không thấy tiếc thương gì cho bà nội và cha. Nó cho rằng hai người đó phải nhận hậu quả cho việc mình gây ra. Hiền đã trả xong thù hận, cô cũng không chia tay với con, chỉ tự giả Ánh và dặn Ánh nói lại với Đông là mẹ đã siêu thoát rồi. Từ nay hãy yên tâm mà sống bên cạnh mẹ và em. Kể từ đó, ba mẹ con, Ánh, Đông, Xuân mới bắt đầu những chuỗi ngày hạnh phúc thật sự.
Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác nghiệp mẹ chồng, một sáng tác của nhà văn Lê Nguyệt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.